Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn xem kênh NLA34 trong buổi chiều nay, ngày 6 tháng 10 năm 2016, để cùng theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bây giờ sẽ là những nội dung chính được chúng tôi đề cập trong bản tin chiều nay. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm việc với một số địa phương về các vấn đề liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới và hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường phòng bệnh tay chân miệng trong trường học. Trong phần tin quốc tế, chính phủ Sudan bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học. Và bây giờ là nội dung chi tiết của bản tin chiều nay, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, tại huyện Đức Hòa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với Trung tâm Tư vấn Quản lý Thủy Nông tổ chức hội thảo kế hoạch phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng và tổ chức quản lý tưới có sự tham gia của người dân khu tưới Đức Hòa. Dự án thủy lợi Phước Hòa cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 42 ấp thuộc 11 xã và thị trấn Hồng Nghĩa, huyện Đức Hòa. Hệ thống công trình gồm 126 kênh với tổng chiều dài hơn 182 km, tổng mức đầu tư dự án là trên 1.800 tỷ đồng. Đến nay thì hệ thống tưới đã được vận hành thử và chính thức chuyển nước từ hồ Dầu Tiến về khu tưới. Tuy nhiên thì hiện tại mới chỉ tưới cho khoảng 1.850 hecta diện tích ở đầu hệ thống và khu vực ruộng gần các kênh đã xây dựng. Nguyên nhân là do lưu lượng cấp nước từ hồ Dầu Tiến về chưa đảm bảo, công trình chưa hoàn thiện và chưa có hệ thống kênh nội đồng để dẫn nước ra khu vực xa kênh dẫn. Tại hội thảo, đơn vị tư vấn trình bày kế hoạch phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng cho khu tưới Đức Hòa, giải pháp tổ chức quản lý khai thác hệ thống tưới Đức Hòa. Qua đó, thống nhất kế hoạch phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng cho khu tưới Đức Hòa nhằm phát huy hiệu quả của dự án thủy lợi này trong thời gian tới. Tại huyện Tân Thạnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cũng đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện này về việc chọn xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và chọn các xã có tiêu chí đạt thấp để ưu tiên bố trí vốn năm 2017. Huyện Tân Thạnh đã có 3 xã được công nhận là xã nông thôn mới là Hậu Thạnh Đông, Nhân Ninh và Tân Ninh. Các xã này đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để được công nhận lại vào các năm 2018, 2019 và 2020. Các xã còn lại đạt bình quân 13,6 tiêu chí, đang phấn đấu thực hiện theo lộ trình. Qua đánh giá, phân tích, đoàn công tác thống nhất với huyện là xem xét ưu tiên hỗ trợ vốn cho xã Tân Lập và Nhân Hòa, đồng thời yêu cầu huyện cân nhắc lựa chọn xã Bắc Hòa hoặc Hậu Thạnh Tây để đề nghị ưu tiên đầu tư vốn đảm bảo theo các điều kiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh và sớm gửi văn bản đề nghị về văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường có buổi làm việc với lãnh đạo xã Tuyên Thạnh và xã Thành Hưng về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng chống lụt bão. Tại xã Tuyên Thạnh, lãnh đạo thị xã Kiến Tường đề nghị xã này nhanh chóng kiện toàn hợp tác xã nông nghiệp Đồng Đưng, khẩn trương nạo vét các đoạn kênh nội đồng để đảm bảo trạm bơm phát huy hiệu quả, tập trung vận động mở rộng diện tích tham gia cho mô hình cánh đồng lớn, tiếp tục thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội, rà soát cụ thể các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng nông thôn mới để tập trung đầu tư nguồn lực phù hợp, tiếp tục các hoạt động trong chương trình về nguồn. Tại xã Thành Hưng, qua kiểm tra thực tế về tình hình sản xuất nông nghiệp, công tác phòng chống lụt bão, lãnh đạo thị xã Kiến Tường lưu ý, ngành chức năng và địa phương phải sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra, thường xuyên kiểm tra gia cố các đoạn đê bao xung yếu, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các công trình phục vụ cho sản xuất đi lại của nhân dân. Khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và phòng trị sâu bệnh gây hại trên lúa, bảo vệ thắng lợi vụ thu đông năm nay. Kính thưa quý vị, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Thạnh Hóa vừa tổ chức khai trương bếp ăn từ thiện phục vụ học sinh nghèo. Bếp ăn này hoạt động từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, giúp đỡ thiết thực cho các em học sinh có nhà xa trường, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mỗi ngày, bếp ăn cung cấp khoảng 100 suất ăn trưa cho các em học sinh nhà xa, hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học Phổ thông Thạnh Hóa. Bình quân mỗi suất ăn khoảng 10.000 đồng, chủ yếu là thức ăn chay. Kinh phí tổ chức bếp ăn do vận động mạnh thường quân ở các nơi ủng hộ. Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức cái bếp ăn tình thương nhằm phục vụ cho học sinh nghèo các xã vùng sâu vùng xa, các em rất là khó khăn trong học tập, thì Hội Chữ Thập Đỏ giúp cho các em giảm bớt cái chi phí trong học tập, hạn chế cái thời gian đi về để cho các em đảm bảo sức khỏe trong học tập. Ở huyện Thạnh Hóa hiện nay chỉ có duy nhất một trường trung học phổ thông ở trung tâm thị trấn. Học sinh ở các xã thị trấn trong huyện sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở
nếu tiếp tục học trung học phổ thông thì hầu hết phải tập trung vào trường này. Ngoài ra, có một số ít học ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp dạy nghề huyện. Vì vậy, có nhiều học sinh nhà xa đi học gặp khó khăn. Bếp ăn từ thiện cho học sinh đi vào hoạt động là việc làm có ý nghĩa, hỗ trợ các em giảm bớt phần nào chi phí và những khó khăn trong đi lại, ăn ở, học hành. Em ở ấp Thứ Chồng, xã Thi Đồng, điều kiện đến trường thì cũng khó khăn. Từ khi có Bếp ăn Thành Hóa thì em cảm thấy rất là vui và có nghị lực để học thêm và những ngày đi học hai buổi. Điều kiện của con khó khăn thì chúng ta thường thì con phải đi học từ trường về nhà. Rồi đã trở về trường học vào chiều. Nhờ có Bếp ăn Thành Hóa nay thì con không còn phải trở về nhà, có thể ở lại trường. Hiện tại bếp ăn từ thiện đã được một số tổ chức cá nhân hảo tâm ủng hộ. Để bếp ăn được duy trì hoạt động ổn định, thời gian tới cần sự ủng hộ thường xuyên của nhiều tấm lòng hảo tâm, qua đó góp phần chăm lo giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo chỗ dựa về vật chất lẫn tinh thần cho các em phấn đấu học tập tốt. Tiếp tục bản tin chiều nay sẽ là những thông tin trong nước đáng quan tâm. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay 6 tháng 10, thì thành phố Đà Nẵng sẽ cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua cầu sông Hàn, hướng từ quận Sơn Trà về quận Hải Châu trong 3 tháng để phục vụ thi công nút giao thông phía tây cầu sông Hàn. Theo phương án phân luồng giao thông của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, từ ngày 6 tháng 10, thành phố cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông qua cầu sông Hàn, hướng từ quận Sơn Trà về quận Hải Châu. Dự kiến trong 3 tháng để phục vụ thi công nút giao thông giai đoạn 1. Để đảm bảo giao thông, thành phố sẽ mở tuyến đường 5,5m dọc theo đường Trần Phú qua khu vực nút giao tại vị trí phía đông hầm kính, cho phép các loại ô tô con, xe máy lưu thông qua cầu sông Hàn về phía quận Sơn Trà. Bên cạnh việc cấm đổ xe từng thời điểm trên một số tuyến đường xung quanh khu vực, thành phố Đà Nẵng cũng cấm các loại xe tải, xe buýt vào khu vực phân luồng giao thông, yêu cầu các cơ quan đơn vị trường học tạm thời lưu thông qua cổng phụ để hạn chế ùn tắc trong khu vực phân luồng. Được biết, dự án hầm chui phía tây cầu sông Hàn được thành phố triển khai xây dựng nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông khu vực nút, giảm tải các tuyến đường Trần Phú và Lê Duẩn. Đồng thời, tạo cơ sở hạ tầng phục vụ công tác tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2017. Kính thưa quý vị, bệnh tay chân miệng bắt đầu gia tăng tại thành phố Hồ Chí Minh và đã xuất hiện một số chùm ca bệnh trong trường học, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng dịch bệnh này trong thời gian tới. Do vậy, việc chăm sóc dịch tễ tại các trường học tránh để lây lan đang được đẩy mạnh. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 3.917 trẻ nhập viện điều trị tay chân miệng. Tại hai bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2, mỗi tuần tiếp nhận từ 50 đến 70 bệnh nhi nhập viện. Đáng chú ý là năm nay, đa số trẻ mắc bệnh không có các triệu chứng điển hình như không nổi bóng nước ở tay chân miệng. Điều này dễ khiến cả phụ huynh và bác sĩ đều chủ quan nhầm lẫn sang các bệnh khác. Trung tâm Y tế Dự phòng lưu ý, thời điểm đầu mùa bệnh, các phụ huynh thường lơ là, không chú ý phòng bệnh. Vì thế, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh hơn. Mặt khác, do đã xuất hiện các chùm ca bệnh tại một số trường học, nên trong tháng 10, Sở Y tế yêu cầu các trung tâm y tế dự phòng quận, huyện triển khai mạnh các biện pháp phòng bệnh tại các trường học, đặc biệt là trường mầm non và tiểu học. Kính thưa quý vị, trong tình cảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh phải vất vả đối mặt với ngập nước do mưa lớn và triều cường ảnh hưởng tới việc đi lại và hư hỏng xe cộ, thì nhiều người đã cảm thấy ấm lòng, vơi bớt nhọc nhằn khi nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ không vụ lợi của những người xa lạ mà hết sức đáng quý. Mưa lớn liên tiếp cùng với triều cường đang vào cao điểm đã khiến cho nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nặng trong nhiều ngày qua. Xe hư, chôn chân giữa biển người, biển nước là nỗi khổ của bao người. Do đó cũng là an ninh nằm ra của các dịch vụ sửa xe với những cái giá cũng tăng theo mức ngập. Vậy nhưng giữa nhiều người mắc kẹt do mưa dịch ba người trên đường Phan Huy Ích nối giữa quận Tân Bình và quận Gò Vấp, những bực dọc do mưa ngập, xe hỏng đã chơi bớt phần nào khi nhận được sự giúp đỡ của ba người xa lạ nhận sửa xe, lau khô bugi miễn phí cho bà con. Khi trời mưa đó là trong lúc đó tôi đang đi lưu thông trên đường Phan Huy Ích nên tôi thấy người dân giấc bộ nên tôi về động viên hai mấy anh em là ra giúp đỡ người dân. Nghĩa cử cao đẹp trên đến từ ba chàng trai Nguyễn Mạnh Cường 25 tuổi quê ở Bình Thuận, Phạm Như Thắng 25 tuổi và Nguyễn Tài Dũng 28 tuổi cùng quê Quảng Ngãi.
Cường là nhân viên của một hãng xe máy nên có kinh nghiệm sửa xe, đảm nhận vai trò thợ chính của đội hình cứu hộ tình nguyện này. Còn Thắng và Dũng trong vai trò hỗ trợ. Từ 15 giờ đến gần 20 giờ tối khi nước rút, hết xe bị chết máy, cả ba mới ngừng tay ra về. Thắng cũng có đi bị tắt máy, cũng bị dập bộ luôn. Cho nên cũng hiểu được mọi người dập bộ rất là cực khổ. Mà có khi vô những tiệm họ lại chặt chém giá rất là cao. Cho nên cũng thấy bà con thấy là cực khổ. Cho nên như vậy mình cũng có ba anh em có ý tưởng nên mình ra làm thôi. Xe tôi đã bị tắt máy. Là tôi đã dắt bộ hơn khoảng gần một cây số mà không thấy một tiệm sửa xe nào hết. Vô tình hôm đó có ba thanh niên đi và đã giúp đỡ tôi để hỏi cho chiếc xe tôi có thể nổ máy lại được. Tấm gương người tốt việc tốt của ba anh Cường, Dũng và Thắng thật xứng đáng để nhận được sự ngợi khen của mọi người. Ghi nhận việc làm tuy nhỏ mà ý nghĩa lớn này, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã trao giấy khen biểu dương ba anh. Hy vọng rằng những việc làm này sẽ ngày càng được nhân rộng, xuất hiện nhiều hơn vì một cuộc sống tươi đẹp và nồng ấm nghĩa tình.